Những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ngày ấy bây giờ ra sao? Trong cuộc chiến tranh bảo vệ tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa, cái nhức nhối nhất là chỗ nào cũng có bọn Việt Cộng nằm vùng. Chúng tràn lan trong các tổ chức chính quyền, các cơ quan truyền thông, văn nghệ, tôn giáo, sinh viên học sinh, vân vân. Trong các tổ chức chính quyền, từ Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Phủ đặc ủy Trung ương Tình báo, Tổng nha cảnh sát, Quốc hội và ngay cả trong Dinh Độc Lập cũng có Việt Cộng nằm vùng. Bọn này ẩn nấp dưới hàng trăm hàng ngàn bộ mặt, muôn hình vạn trạng, đánh phá miền Nam, từ công khai hợp pháp đến bí mật dưới muôn ngàn hình thức. Độc hại nhất là bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Ngày nay trong công cuộc đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do dân chủ, của cộng đồng tị nạn cộng sản hải ngoại cũng không tránh khỏi bọn này. Ở thế kỷ 21, kỹ thuật đánh phá tinh vi hơn, nhất là lợi dụng các thứ tự do, công khai và hợp pháp để đánh phá. Phạm vi hoạt động của Việt Cộng thời nào cũng vậy, bài bản của phạm vi hoạt động cũng giống nhau. Đó ví như là một vòng tròn có 3 phần. Phần trung tâm là do cán bộ đảng viên thực hiện. Phần thứ hai của vòng tròn nối tiếp bên ngoài trung tâm là những tổ chức được thành lập do liên minh liên kết, trong đó cán bộ đảng viên nắm phần lãnh đạo chỉ huy và đa số các thành phần quần chúng tham gia là không cộng sản. Đó là những mặt trận như mặt trận Việt Minh, mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, mặt trận tổ quốc, vân vân. Phần ngoài cùng của vòng tròn là những tổ chức quần chúng không cộng sản nhưng thân cộng, bị Việt Cộng len lỏi bên trong, giật dây, tác động. Đó là những phong trào như phong trào hòa bình, tức là chống chiến tranh phản chiến, phong trào chống tham nhũng, phong trào nhân dân cứu đói, phong trào bảo vệ phụ nữ, phong trào bảo vệ văn hóa dân tộc, phong trào đòi thi hành Hiệp định Paris, lực lượng quốc gia tiến bộ, thành phần thứ ba, vân vân. 2. Những tên Việt Cộng nằm vùng. 21. Nhà văn, nhà báo Việt Cộng nằm vùng. Cuối năm 1957, dưới thời tỉnh trưởng Nguyễn Trân, một mẻ lưới của cảnh sát định tường tung ra bắt giữ những ký giả đem về giam tại Mỹ Tho, gồm có những người nằm vùng ở trong những tờ báo như sau: Triệu Công Minh, báo Tiếng Dội, Lương Ngọc, Trời Nam, Nam Thanh, Lẽ Sống, Đồng Văn Nam, Phương Ngọc, Phan Ba, báo Buổi Sáng, Nguyễn Bảo Quá, báo Ánh Sáng, vợ Nguyễn Bảo Quá là dược sĩ Mã Thị Chu, báo Tiếng Chuông, luật sư Nguyễn Văn Diệp, đạo diễn Lê Dân, Mai Thế Đông, giám đốc cải lương. Nguyễn Trân tổ chức tranh luận công khai tại rạp hát diễn trường Mỹ Tho. Nếu nhận chủ nghĩa cộng sản là sai và ăn năn hối cải thì được thả ra. Sau khi được thả, toàn bộ dòng tuốt vô bưng, xem như Nguyễn Trân đã thả cọp về rừng. 22. Truy lùng Việt Cộng. Sau cuộc truy lùng trong các báo nêu trên, chính quyền bắt giam hàng loạt cán bộ nằm vùng cấp thành ủy như giáo sư Nguyễn Văn Chỉ, Lê Văn Chí, Trần Văn Hanh, Nguyễn Trường Cửu, Cổ Tấn Lương, Bùi Đức Thịnh, Bà Bình Minh, đa số là giáo sư tư thục. 2.3. Việt Cộng nằm vùng, nhà văn Vũ Hạnh. Vũ Hạnh tên thật là Nguyễn Đức Dũng, sinh năm 1926 tại Quảng Nam, cán bộ văn hóa khu ủy Sài Gòn Gia Định, hoạt động công khai đơn tuyến ở nội thành Sài Gòn. Trước 1975, Vũ Hạnh bị bắt 5 lần, nhưng lần nào cũng có người bảo lãnh cho ra. Người bảo lãnh Vũ Hạnh sau cùng là Linh Mục Thanh Lãng, chủ tịch Hội Văn Bút. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Vũ Hạnh giữ chức chủ tịch Hội Nhà Văn thành phố Sài Gòn. Vũ Hạnh mang súng kè kè bên hông thì bị thi sĩ Hoàng Anh Tuấn nửa đùa nửa thật bảo: anh em văn nghệ sĩ chỉ quen cầm bút chứ có biết chơi súng đâu. Nhưng mấy tháng sau, ông lắc đầu nói nhỏ: tôi tên là Mang Đề Cư, tôi hoàn toàn bị lừa. Với chức vụ chủ tịch Hội Nhà Văn chẳng có quyền hành và quyền lợi gì, coi bộ đời sống thời bao cấp gặp nhiều khó khăn. Ít lâu sau, nghe nói có một nhà giàu cộng tác để Vũ Hạnh mở một gánh hát cải lương, nhưng sau đó dẹp tiệm. Vũ Hạnh lại tìm một người có vốn để mở xưởng làm xà bông, nhưng cũng không khá vì thiếu nguyên liệu. Ít lâu sau, một trong những người bạn cho biết
Vũ Hạnh đang tìm đường dây cho con vượt biên, nhưng bạn bè chả ai dám giúp đỡ vì sợ bản chất phản bội của tên nằm dùng. 2.4 Những tờ báo của Việt Cộng và có Việt Cộng nằm dùng. 2.41 Tờ Tin Văn. Báo Nhà Nước đưa tin đầu năm 1996, đảng ủy giao cho cán bộ Vũ Hạnh đang hoạt động trong vùng bị tạm chiếm, ngụy trang dưới chiêu bài là bảo vệ văn hóa, xin phép cho ra tờ Tin Văn chủ trương là chống văn hóa đồ trụy, chống văn hóa ngoại lai đầu độc thanh niên. Tờ báo được cán bộ ta chỉ đạo, đứng đầu là đồng chí Trần Bạch Đằng, ủy viên thường trực Thành ủy Sài Gòn Gia Định, lãnh đạo Tuyên Quấn, Mặt Trận, Trí Vận, Hoa Vận và Thanh Niên, bao gồm sinh viên và học sinh. Chủ nhiệm tờ Tin Văn là Nguyễn Mạnh Lương, một số nhà văn cộng tác như Lữ Phương, Hồng Cúc, Nguyễn Hữu Ba, Vũ Hạnh. Tòa soạn đặt trong một ngôi chùa. Sau năm 1975, Vũ Hạnh viết như sau: Tuần báo Tin Văn với những bài phê bình vạch mặt những tên xung kích chống cách mạng qua các tác phẩm đồi trụy phản động đã tạo ra một phong trào quần chúng sôi nổi. Nguyên quyền hoang mang nên tìm cách phản kích. Chúng trắng trợn cho tên Chu Tử, tay sai của Sở Công an và phủ đặc ủy Trung ương tình báo Ngụy, bắt đầu một chiến dịch đã kích tôi, tố cáo tôi là Việt Cộng nằm vùng, và liên tiếp trong nhiều số báo như vậy, y đã vu khống tôi, cốt làm cho những người tham gia phong trào sợ hãi. Lúc đó, đảng ủy văn hóa và thường vụ khu ủy động viên, chăm sóc và giúp đỡ tôi về vật chất lẫn tinh thần thông qua vợ tôi, mở đường dây liên lạc mới. Tôi trực tiếp nhận sự chỉ đạo của đảng, trích từ Vũ Hạnh trong Trui Rèn Trong Lửa Đỏ trang 179. Tên Việt Cộng láo cá này là Việt Cộng chính cống, thật sự nằm dùng mà nhảy lên như đĩa phải vôi khi bị Chu Tử dập mặt là Việt Cộng nằm dùng, rồi lại nói là bị vu khống. Bọn nằm dùng luôn có phản ứng như thế. 2.4.2 Hai tờ báo của Việt Cộng nằm dùng. Một là tờ Đại Dân Tộc, chủ nhiệm là Võ Long Triều, tổng thư ký Hồ Ngọc Nhượng. Việt Cộng nằm dùng là Hồ Ngọc Nhượng và Quỳnh Bá Thành, tức gọi Sĩ Ớt. 2. Tờ Điện Tín, chủ bút là Hồ Ngọc Nhượng, chủ nhiệm là cựu đại tá, cựu nghị sĩ Hồng Sơn Đông, chủ bút Hồ Ngọc Nhượng. Hai Việt Cộng nằm dùng là Hồ Ngọc Nhượng và Quỳnh Bá Thành, tức gọi Sĩ Ớt. 2.4.3 Nói về tờ Tia Sáng. Báo Tia Sáng có 3 thời kỳ. 1. Tia Sáng cũ trước năm 1973, Tia Sáng lậu từ 1973 đến 1975, Tia Sáng bộ mới từ 10 tháng 8 1975 đến 1 tháng 7 1981. Tia Sáng cũ trước 1973, tòa soạn ở số 124 đường Lê Lai, quận Nhất, do nhóm dân biểu đối lập Thân Cộng và Việt Cộng nằm dùng như Ngô Công Đức, Hồ Ngọc Nhượng, Lý Chính Trung, Duy Văn Ba có cán bộ nằm dùng nhưng giữ chức vụ khiêm tốn. Trên tờ báo có 50 bài viết của linh mục Nguyễn Ngọc Lan chửi Mỹ, chửi Việt Nam Cộng Hòa và chống chiến tranh. Tia Sáng là nơi kích động các cuộc biểu tình của nhóm sinh viên Việt Cộng nằm dùng Quỳnh Tấn Mẫm. Tòa soạn bị đốt và có trường đơn là đồng bào quyết đập chết những tên Việt Cộng nằm dùng Ngô Công Đức và Hồ Ngọc Nhượng. Quần chúng rất phẫn nộ trước hành động đâm sau lưng chiến sĩ của dân biểu tay sai Việt Cộng Ngô Công Đức và Hồ Ngọc Nhượng. Tia Sáng sau 1975. Trần Văn Dào nhận xét: các anh làm báo cộng sản hơn cộng sản. Alan Ruscio ghi lại trong cuốn River of Vietnam như sau: không ai nói ngọt hơn Lý Chính Trung được, mặc dầu trong thâm tâm họ biết là họ đang nói dối, đang ứng kịch, nhưng điều quan trọng là lời nói đã phát ra thì không thu lại được. Đó là những tiếng chửi rất nặng nề của trí thức đối với trí thức. Không biết bọn nằm dùng này có hiểu và cảm thấy nhục nhã hay không. Ngô Công Đức cũng đã sáng mắt ra, trước khi chết cũng để lại chút thơ bộc bạch phân trần đôi điều, nhưng quá muộn. Nói chung, những tên Việt Cộng nằm dùng đã mở mắt ra và té ngửa hết, nhưng đã muộn cho một cuộc đời. Tại sao Tia Sáng sống được 5 năm dưới chế độ Cộng sản? Thứ nhất, báo Tin Sáng định bợ Việt Cộng hơn báo Việt Cộng. Thứ hai, Võ Văn Kiệt nhận thấy người dân miền Nam còn căm thù Việt Cộng, từ đổ tiền, đuổi đi kinh tế mới, cải tạo thương nghiệp, xếp hàng mua gạo, ăn độn, chồng con cha mẹ của đa số bị tù cải tạo. Người dân chưa thấy cái ưu việt trong mặt kép của sự chủ nghĩa như tuyên truyền. Trong khi đó, báo Sài Gòn Giải Phóng thì non trẻ,
chờ cho đến khi thành lập được tờ Thanh Niên, nói thì điệu ô bế người dân, trình diễn màn lừa bịp là nói thẳng nói thật. Vì thế Võ Văn Kiệt chưa khai tử báo Tinh Sáng, để cho sống 5 năm trong tình trạng trái ngược, là mỗi khi số lượng phát hành tăng cao lên thì ban biên tập lại hồi hộp ngày giờ kết liễu cuộc đời nịnh bợ. 2.5 Trí thức thân cộng và bọn ăn cung quốc gia thờ ma cộng sản. Ở miền Trung thì nổi bật những tên là Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Ngô Kha, Trần Quang Vọng, Trần Hữu Lực, Trần Duy Phiên, Lê Văn Ngăn, Trần Giàng Sao, Võ Quê, vân vân. Hoàng Phủ Ngọc Tường phải sống những ngày khổ nhục, oán hận khi thấy người đồng chí trẻ của y là Bửu Chỉ đang ngủ với vợ của y là nữ đồng chí, nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Ở miền Nam thì có Tôn Nữ Thị Ninh, luật sư Trần Ngọc Liễn, giáo sư Lý Chánh Trung, luật sư Ngô Bá Thành, những linh mục Trần Tính, Nguyễn Ngọc Lan, Phan Khắc Từ và các thượng tọa là Thích Trí Quang, Nhất Hạnh. Thành phần thứ ba và Mặt trận Nhân dân cứu đói. Theo chỉ đạo của ta, một lực lượng chính trị mới ra đời, đó là thành phần thứ ba, gồm trí thức, nhân sĩ, binh sĩ, dân biểu, báo chí, tu sĩ, công thương gia, cựu tướng lãnh, có khuynh hướng chống thiệu đòi hòa bình. Nổi bật nhất là các nhân vật như luật sư Trần Ngọc Liễn, Ngô Bá Thành, kỹ sư Dương Văn Đại, dân biểu Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quý Trung, Kiều Mộng Thu, Nguyễn Văn Hàm, Lý Chánh Trung, linh mục Phan Khắc Từ, Thích Pháp Lan, Ni sư Quỳnh Liên và nhà báo Nam Định. Tướng Duy An Minh đại diện cho thành phần này ra đảm nhiệm chức vụ tổng thống Mặt trận Dân chủ cứu đói, ra đời tháng 9 năm 1974 do Đại đức Thích Hiển Pháp làm chủ tịch, dân biểu Nguyễn Văn Hàm làm tổng thư ký, các nghệ sĩ Kim Cương, Thanh Nga tích cực tham dự, Ni sư Quỳnh Liên, linh mục Phan Khắc Từ, các dân biểu Kiều Mộng Thu, Hồ Ngọc Nhuận, giáo sư Lý Chánh Trung, luật sư Nguyễn Bá Thành. Ta đưa một số cán bộ đứng tên về mặt trận là Ngọc Trãng, Ba Thép, Xuân Thượng, với khẩu hiệu là lá lành đùm lá rách, ẩn chứa nội dung tố cáo chế độ. Hình thức biểu tình rất sáng tạo, biểu tình có ca hát Dậy Mà Đi, biểu tình xa lưng chiếm không lớn mà liên miên từ ngày này qua đêm khác, đêm này qua đêm nọ như bánh xe quay, làm cho cảnh sát ngụy mất ăn mất ngủ. Phong trào thì công khai nhưng ra báo thì bí mật. Công khai thì có Kiều Mộng Thu trong báo Đại Dân Tộc, ở tờ Điện Tín thì có Lý Chính Trung. Về phía bí mật, cứu đói in 10.000 bản phổ biến trong quần chúng. Mặt trận Nhân dân cứu đói lập khối dân tộc xã hội ở Hà Diện để đấu tranh nghị trường, tổ chức báo nói, văn nghệ chạy, biểu tình ngồi, phát trận. Ni sư Quỳnh Liên sinh tại Mỹ Tho năm 1923, mất ngày 16 tháng 4 1987, tên thật là Nguyễn Thị Trừ. Ni sư trưởng của tỉnh xá Ngọc Phượng, đại biểu Quốc hội khóa 6, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Sài Gòn, ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bọn cứu đói cứng họng cảm thấy ô dục khi nhân dân kêu đói, khi đồng bào ăn bo bo, ăn độn mà chúng lặng mất, im thinh thích, của cái thái độ hèn nhát lưu manh. 3. Dân biểu Việt Cộng nằm vùng và dân biểu thân cộng. Trên tờ Tuổi Trẻ Trong Nước, bài viết đề ngày 31 tháng 7 2012 với tựa đề Dân tin người thật tâm thật tài, nói đến hai dân biểu Việt Nam Cộng Hòa là những chứng nhân lịch sử của 37 năm về trước. Đó là dân biểu Nguyễn Văn Hàm, từng giữ cương vị phó chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn sau ngày 30 tháng 4 75, và dân biểu Đinh Văn Đệ, từng làm chánh văn phòng tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Dân biểu Nguyễn Văn Hàm. Nguyễn Văn Hàm khoe thành tích như sau: ở Sài Gòn có những cuộc biểu tình mà tôi và những người khác đã tổ chức rất công phu, như phong trào cứu đói, ký giả đi ăn mài. Cũng có những cuộc biểu tình tự phát không cần ai tổ chức cả, quần chúng quy tụ quanh chúng tôi, gọi là lực lượng thứ ba. Quê ở Bộ Đức, Quảng Ngãi, Nguyễn Văn Hàm làm thơ, viết báo, giảng dạy triết học, văn chương, tham gia Quốc hội Hạ Viện khóa 2 năm 1971, là một dân biểu đối lập, thủ lĩnh của phong trào quần chúng Phật giáo. Sau năm 1975, đương sự làm phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân bên cạnh Ủy ban Nhân dân, hội đồng chả có quyền hạn gì cả, rồi hắn cũng bị đá ra. Vợ và con vượt biên qua Úc, có đứa con gái
đang sống ở Minnesota nhưng không nhìn cha. 3/2 dân biểu Đinh Văn Đệ. Sau năm 1975, nhiều người bức xúc trong quạt kép khi thấy cựu dân biểu Đinh Văn Đệ ra vào làm việc trong Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn. Ý Anh Kiệt cho biết hắn là người cộng sản mà không có đảng. Y là Communist Sans Parti. Đinh Văn Đệ. Đinh Văn Đệ là lính Việt Nam Cộng Hòa. Tờ báo viết: ông Đinh Văn Đệ bị động viên đi lính, rồi trở thành trung tá chánh văn phòng Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1954 đến năm 1961, làm tỉnh trưởng Tuyên Đức kiêm thị trưởng Đà Lạt năm 1963, tỉnh trưởng Bình Thuận từ 1964 đến 1967. Năm 1967 ra ứng cử dân biểu Quốc hội, giữ chức chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện. Tổng thống Thiệu cử ông làm trưởng phái đoàn sang Mỹ xin viện trợ khẩn cấp. Kết quả là chuyến đi, ông Đệ được Mặt trận Giải phóng Dân tộc Miền Nam tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhất. Đinh Văn Đệ phát biểu: tôi được giáo dục từ nhỏ, mang sẵn trong lòng tình yêu nước thật sự, yêu con người thật sự, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chính thể. Bị động viên, tôi đành phải đi lính. Bao nhiêu năm đeo lon, đeo súng, tôi không một lần sát sanh. Bây giờ xuất gia, theo đạo Cao Đài. Đinh Văn Đệ sinh năm 1924, mồ côi cha lúc 15 tuổi, nhà nghèo, học hết trung học để nhất cấp, rồi ra đi dạy, theo đạo Cao Đài. 32.2 Người có công xây dựng gián điệp U4. Năm 1969, danh sách điệp viên của tình báo chiến lược Việt Nam có thêm một tên mới: Đinh Văn Đệ, bí số U4. Người có công đầu móc nối tác động xây dựng U4 là Đinh Văn Úc, là chú của Đinh Văn Đệ. Úc có biệt danh là Chính Mẫn, sinh năm 1919 tại Châu Đốc. Chính Mẫn thuộc phòng tình báo T4 của thành ủy Sài Gòn Gia Định, thuộc Trung ương Cục Miền Nam, còn gọi là Cục R, B2, và ông cụ T4 thì do Mười Hương phụ trách. Năm 1969, Đinh Văn Đệ cung cấp tài liệu kinh tế hậu chiến của Việt Nam Cộng Hòa. Chính Đệ lấy xe riêng đưa người và tài liệu đến nơi an toàn. Cũng năm này, Đệ thỏa thuận và tiếp nhận toàn bộ quy ước liên lạc mật mật, giấy viết mật mật, thuốc hiện mật mật, vật ngụy trang, mật khẩu giao liên, vân vân. Nói chung, Đinh Văn Đệ, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, đã chính thức trở thành một gián điệp của Việt Cộng, mang bí số U4, trực thuộc phòng tình báo mật danh G22 của Cục R, còn gọi là B2. Em của Đinh Văn Đệ là Đinh Văn Huệ, trước làm chính trị viên tiểu đoàn giao thông vũ trang thuộc G22. Đinh Văn Đệ kể những chiến công như sau. 1. Kế hoạch oanh kích Lộc Ninh. Sau khi ta, tức là Việt Cộng, giải phóng Phước Long ngày 6 tháng Giêng năm 1975, đồng chí Phạm Hùng muốn biết địch, tức là Việt Nam Cộng Hòa, có ý định tái chiếm Phước Long hay không. Tôi được giao phó cái nhiệm vụ trả lời câu hỏi này. Trước hết là tôi điện qua Phủ Thủ tướng, mời Tổng trưởng Quốc phòng ra điều trần trước Hạ viện, tại sao thất thủ Phước Long, trách nhiệm của ai. Tại buổi điều trần, Tổng trưởng Quốc phòng đổ mồ hôi hột, bối rối vì bị chất vấn sôi nổi tới tấp. Tôi binh vực và đề nghị: mỗi lần điều trần như thế này rất giả lắm, vậy bộ quốc phòng cấp cho tôi cái giấy được tự do ra vào các nơi liên hệ để hỏi trực tiếp các cấp chỉ huy phần hành. Thế rồi với tờ giấy trong tay, tôi đến phòng hành quân thì gặp ngay người quen biết cũ là một chuẩn tướng. Ông ta nói: đại ca đừng lo, ai lại dạy gì kéo quân đi lấy lại cái nơi mà mình phòng thủ đã bị thất bại. Tôi sẽ trả thù bằng cách dội bom cho nát Lộc Ninh. Tôi báo cáo tin đó, và hôm sau địch, tức là Việt Nam Cộng Hòa, đã ném bom Lộc Ninh nhưng quân ta tránh được thiệt hại. 2. Trung ương cục ở đâu? Trung cục miền Nam hay cục RB2, ông cụ là cơ quan đại diện cho Ban chấp hành Trung ương Đảng để chỉ đạo chiến trường miền Nam. Ban an ninh Trung ương cục miền Nam do Thiếu tướng Cao Đăng Chiếm phụ trách từ 1974 đến 1975. Ban an ninh tươi 4 thuộc thành ủy Sài Gòn Gia Định do Mười Hương phụ trách. Trung ương cục miền Nam hỏi tôi là địch, tức là Việt Nam Cộng Hòa, có biết R ở đâu không. Tôi gọi điện qua Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa xin 3 chiếc trực thăng, cho tôi là chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện, cho Trung tướng Tôn Thức Đính là nghị sĩ, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện,
và cho Trung tướng Trần Văn Đôn là Phó Thủ tướng mỗi người một chiếc trực thăng, thành lập một phái đoàn đi quỹ đạo binh sĩ đang cố thủ tại Pleiku, Đà Nẵng và Bến Cát. Sư đoàn 5 đóng ở Bình Dương. Đi đến đâu tôi cũng hỏi các chỉ huy, địch nó biết rõ vị trí của ta, vậy ta có biết cục R ở đâu không? Tôi đúc kết các câu trả lời và báo cáo về cục R. 3. Xin viện trợ để cắt viện trợ. Tôi tham gia phái đoàn sang Mỹ để xin viện trợ khẩn cấp vì Thiệu Ngoan cố cuộc chống giữ. Phái đoàn chia nhau đi vận động hành lang với các cơ quan và chính khách Mỹ. Trước khi đi tôi suy nghĩ làm thế nào để vận động xin viện trợ mà kết quả là bị cắt viện trợ. Khi sang Mỹ, mỗi dân biểu nghị sĩ đều có nhân viên của tòa đại sứ đi kèm. Nếu sơ hở là bị lộ ngay. Với cái chiêu là nói vậy mà không phải vậy, làm cho các đại biểu trong đoàn thấy tôi là người tận tâm, tha thiết nhất trong việc xin viện trợ để cứu chế độ Sài Gòn. Với mục đích là làm cho Mỹ nản chí và bỏ cuộc, tôi đưa ra hình ảnh của người lính Việt Nam Cộng Hòa không còn muốn chiến đấu, đã bỏ chạy bằng cách níu càng trực thăng, trốn ra khỏi chiến trường. Thì người Mỹ hiểu ngay là họ phải làm gì. Khi tiếp phái đoàn, Tổng thống Gerald Ford cho biết, thôi các bạn cứ an tâm ra về, tôi sẽ cử một viên tướng qua thị sát tình hình rồi sẽ có quyết định sau. Nghe vậy, tôi hiểu là Mỹ đã bỏ cuộc. Theo chỉ thị của trên, Đinh Nhân Đệ đã đưa một gián điệp mang bí danh là số 6, vừa tốt nghiệp cao học nước ngoài và làm việc trong Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1972, tình báo Hà Nội đã nhận đầy đủ chi tiết về hệ thống tổ chức, về quân số ở các quân khu, về ngân khoản quốc phòng Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí còn nhận những khoản viện trợ không công khai cho Việt Nam Cộng Hòa, ẩn dưới chương trình PL, tức là Program Law, thương mại hóa, tức là không viện trợ bằng tiền mà bằng hàng hóa, để Việt Nam Cộng Hòa bán lấy tiền dùng cho quân sự. Sau khi hai giao liên Ngô Viết Triều và Nguyễn Thị Thành bị bắt cuối năm 1971, Đinh Nhân Đệ được chuyển sang hoạt động đơn tuyến, nhận lệnh trực tiếp của cục R thông qua một nữ tình báo giao liên. Đinh Nhân Đệ hiện sống Sài Gòn vẫn khỏe mạnh và nổi tiếng là một thiên dương tinh đức cao trọng vọng của đạo Cao Đài. Có một điều Đinh Nhân Đệ giấu đầu lòi đuôi là tôi luôn luôn có cái tâm lành trung thực và ngay thẳng. Một tên gián điệp phản quốc, sống dối trá, hành động phản bội mà còn cái gì gọi là tâm lành trung thực ngay thẳng cho được. 4. Sinh viên Nam Dùng. Danh sách 16 sinh viên bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa bắt giữ gồm Quỳnh Tấn Mẩm, Duy Văn Đầy, Lê Thành Yến, Phùng Hữu Trân, Trần Khiêm, Đỗ Hữu Ứng, Lê Anh, Võ Ba, Đỗ Hữu Bút, Hồ Nghĩa, Cao Thị Quế Hương, Trương Hồng Liên, Trương Thị Kim Liên, Võ Thị Tố Nga. 42. Danh sách sinh viên thoát ly ra căn cứ Bắc Lộ 7 Campuchia. Có Phan Công Trình, Nguyễn Đình Mai, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Nguyễn Văn Sanh, Lê Thành Yến, Trương Quốc Khánh, Quỳnh Ngọc Hải, Quỳnh Quang Thư, Dương Văn Đầy, Trần Ngọc Hảo, Hai Nam, Năm Sao, Trần Thị Ngọc Dung, Hà Văn Hùng, Trương Quốc Khoách. 4/3 sinh viên Việt Cộng Nam Dùng Quỳnh Tấn Mẩm. 4/3.1 Quỳnh Tấn Mẩm. Quỳnh Tấn Mẩm tên thật là Trần Văn Thật, sinh năm 1943 tại Sài Gòn. Trước năm 1975 là một đảng viên Cộng sản Nam Dùng, hoạt động công khai Sài Gòn. Sau 1975 học tiếp y khoa ra bác sĩ, sang học Liên Xô về triết học Mác Lênin. Trở về Việt Nam được cử làm tổng biên tập báo Thanh Niên, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc và là hội viên của Hội Liên hiệp Thanh niên. Với những chức vụ như thế, Quỳnh Tấn Mẩm trở thành một cán bộ thuộc hàng cao cấp có tiếng tăm ở Sài Gòn. 4/3.2 Quỳnh Tấn Mẩm mở mắt nhưng quá trễ. Con đường quan lộ của Quỳnh Tấn Mẩm bị nhiều trắc trở vì thực tế là sau 75 cho thấy các quan điểm tự do dân chủ kiểu tư sản của Việt Nam không còn được áp dụng trong chế độ chân chính xã hội chủ nghĩa. Ngoài Quỳnh Tấn Mẩm ra, các sinh viên Việt Cộng khác cũng đều dở mộng, cho nên đã thể hiện những hành động bị cho là chệch hướng, không được lòng đảng, vì khác đường lối nên bị hạ tầng công tác, bị loại trừ. Đã vậy, vợ của một cán bộ cao cấp lại làm chủ hụi và giật hụi, vợ ra tòa lãnh án ra đành, Quỳnh Tấn Mẩm còn bị kêu ra tòa làm chứng chống lại vợ nên mất uy tín. Thế là trong cuộc đảo chánh trong nội bộ để khai trừ Quỳnh Tấn Mẩm ra khỏi tờ báo Thanh Niên năm 1990, được chuyển về hội Hồng Thập Tự làm bác sĩ phụ trách phòng mạch miễn phí. Thế là hết cơ hội chấm bút
thu hoạch như các đồng chí khác trên đường hữu sản hóa cán bộ trong thời đổi mới mở cửa. Mở phòng mạch ngoài giờ, chuyên chăm sóc da mặt, nắng mụn cho phụ nữ, nhưng chẳng có ai chiếu cố tới vì bác sĩ cách mạng có một thời không được bệnh nhân tin tưởng bằng bác sĩ Ngụy. Riêng cá nhân Quỳnh Tấn Mẫm, trước kia chỉ là biểu tình đấu tranh, chạy trốn dở tù, thì còn ngày giờ đâu mà học với hành. Hơn nữa, đảng cần Hồng hơn chuyên, chỉ cần có quan điểm lập trường 101% cộng sản là một bác sĩ tốt rồi. Phòng mạch ế bị gán là bác sĩ chính trị, mà thứ chính trị của chủ nghĩa cộng sản đã bị ném vào sọt rác từ lâu rồi. Người ta nhận xét, bác sĩ nửa vời, chính trị nửa vời, cuộc đời cũng nửa vời, gia đình tan nát, sự nghiệp tiêu tan. Hình ảnh anh hùng giám bóng một thời làm rung chuyển chế độ miền Nam đã chấm dứt trong cay đắng, chán chường, tiêu cực và mệt mỏi. Kể ra ông trời cũng có mắt. 5. Thành đoàn Cộng sản Sài Gòn Gia Định lộng hành. Thành đoàn là tên gọi tắt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đang hoạt động trong nội thành Sài Gòn. Thành đoàn Cộng sản đã giết sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật. Ngày 28 tháng 6 năm 1971, biệt động thành bắn chết sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật ngay tại hành lang trường luật Sài Gòn. Ban ám sát thành đoàn cử hai tên tới đại học luật khoa số 4 đường Duy Tân, nhận là người nhà muốn gặp Lê Khắc Sinh Nhật có việc cần. Lúc đó sắp tới mùa thi cuối năm, Nhật đang hướng dẫn sinh viên năm thứ nhất về cách thức thi cử tại một giảng đường. Nhật vừa đã tới hành lang thì một tên móc súng bắn liền 3 phát vào ngực. Hắn phóng lên chiếc Honda nổ máy chờ sẵn. Hắn ném là một quả lưu đạn, nhưng may mắn lưu đạn không nổ. Cảnh sát gác bên ngoài bắn 3 phát chỉ thiên. Nhạc sĩ Vũ Thành An đã sáng tác một bài hát tưởng niệm Lê Khắc Sinh Nhật. Lý do giết sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật. Thành đoàn Cộng sản giết sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật vì hai lý do. Một là răn đe các sinh viên thuần túy có tinh thần quốc gia. Hai là để trả mối hận bị đánh bại trong hai cuộc bầu cử mà liên danh của Lê Khắc Sinh Nhật đã thắng liên danh sinh viên Việt Cộng Trịnh Đình Bang trong cuộc bầu cử ban đại diện sinh viên trường luật niên khóa 70-71, và đã thắng liên danh sinh viên Việt Cộng ở trong tay thành đoàn trong cuộc bầu cử ban đại diện Tổng hội sinh viên Sài Gòn tại Trung tâm Quốc gia Nông nghiệp, tức là Nông Lâm Súc, ngày 20 tháng 6 1971. Trong cuộc bầu cử này, khi thấy kết quả nghiêng về phía liên danh của Lê Khắc Sinh Nhật do sinh viên Lý Bửu Lâm đứng đầu, thì bọn sinh viên Việt Cộng dỡ ngay cái bản chất côn đồ, nhảy lên bục đá tùng phiếu để hủy bỏ kết quả bầu cử, và ẩu đả hỗn chiến xảy ra. Trích trong Trui Rèn Trong Lửa Đỏ trang 21 của Thiếu tướng Trần Bạch Đằng. Bị thất bại trong bầu cử, Thành đoàn Cộng sản cay cú đưa ra hai quyết định. Một là sát hại sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật. Hai là chỉ thị cho sinh viên Quỳnh Tấn Mẫm tập hợp một số sinh viên tại Tổng vụ Thanh niên Phật tử số 294 Công Lý vào ngày 28 tháng 7 1971 để bầu một tổ chức ma chưa bao giờ có, đó là Tổng hội Sinh viên Việt Nam do Quỳnh Tấn Mẫm làm chủ tịch. Tổ chức này không đại diện cho ai cả ngoài đám sinh viên Việt Cộng và một số ít bị lừa. Quyết định hạ sát sinh viên để sinh nhật là một hành động tội ác của Thành đoàn Cộng sản Sài Gòn. 5.2 Thành đoàn Cộng sản Sài Gòn giết giáo sư Nguyễn Văn Bông. Ngày 10 tháng 11 năm 1971, sinh viên Việt Cộng Vũ Quang Hùng, bí danh là Ba Diệp, năm thứ 3 khoa học, và tên Lê Văn Châu, dùng chất nổ ám sát chết giáo sư Nguyễn Văn Bông, viện trưởng quốc gia hành chánh tại ngã tư Cao Thắng, Phan Thanh Giản. Hai tên Hùng và Châu thuộc trinh sát võ trang bí số là S1, hoạt động nội thành Sài Gòn Gia Định, thuộc ban an ninh T4 của thành ủy Sài Gòn Gia Định trong một khu. Các hai bị bắt, đày đi côn đảo. Sau ngày 30 tháng 4 1975, Vũ Quang Hùng viết: "Tôi ám sát người sắp làm thủ tướng và rất hãnh diện về thành tích đó." Tên Hùng giải thích lý do giết giáo sư Nguyễn Văn Bông như sau: "Tin tình báo cho biết giáo sư Nguyễn Văn Bông sẽ làm thủ tướng vì chính quyền Ngụy muốn chuyển từ quân sự sang dân sự. Giáo sư Bông là một trí thức rất có uy tín, mà lên làm thủ tướng thì cách mạng sẽ khó khăn hơn. Để giữ bí mật, tôi đặt tên mục tiêu phải giết với bí số là G33. Đến tháng 4 năm 2000, trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày chiến thắng 30 tháng 4, nhà báo chuyên về tình báo là Nam Thi của báo Thanh Niên cũng kể lại thành tích này, trong đó có sự trợ giúp đắc lực của sinh viên kiến trúc người Hữu Thái, người đã theo tướng Giang Minh lên đài phát thanh để tuyên bố đầu hàng trong ngày 30 tháng 4 75.
Chính sinh viên Hữu Thái làm sứ ngôn viên bất đắc dĩ đã giới thiệu tướng Duy Minh đọc tuyên bố. Sau đó, Nguyễn Hữu Thái xuất cảnh sang Canada theo diện đoàn tụ gia đình. Phu nhân của giáo sư Bông có lẽ đã biết tên tòng phạm này. Trong phỏng vấn của đài RFA, ký giả Bạc Lâm ghi lại như sau. Đã hơn 40 năm, những nạn nhân như bà Lê Thị Thu Dân, tức là bà Jackie Bông, phu nhân của cố giáo sư lừng danh Nguyễn Văn Bông, bị tên sinh viên Vũ Quang Hùng ám sát. Tôi không bao giờ quên nổi biến cố đau thương bỗng ập xuống cuộc đời bà và con nhỏ của bà năm xưa. Nhưng bà đã lấy tâm Phật mà cầu nguyện cho ông ấy, tức là tên Vũ Quang Hùng, kẻ đã giết chồng của bà. Và mong nhà cầm quyền Hà Nội mở mắt ra, mở tấm lòng ra. Ngoài việc ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, thành đoàn còn ném lựu đạn M6 vào xe của bác sĩ Lê Minh Trí, tổng trưởng dục thanh niên, ngày 6 tháng Giêng 1969. Hai tháng sau, đến lượt bác sĩ Trần Anh, tân viện trưởng và Đại học Sài Gòn, bị bắn chết trước cổng trường Chu Văn An, bên cạnh Đại học Xã Minh Mạng, ngang nhà thờ ngã 6 Chợ Lớn. Bác sĩ Trần Anh đang đi bộ từ Bộ Y tế trên đường về nhà ở bên cạnh Đại học Xã Minh Mạng. Phan Nhật Nam tố cáo Việt Cộng Nam Dục. Thiếu tá V.C. Killer Thái Quan Chức, trong bài viết tựa đề Những tên Việt Cộng Nam Dục, một thiếu tá hải quân có danh hiệu là V.C. Killer, mang tên là Thái Quan Chức, em của tướng Thái Quang Hoàng. Năm 1957, thanh niên Thái Quang Chức lộ qua sông Bến Hải vượt tuyến vào Nam, tốt nghiệp trường bộ binh Thủ Đức, về làm việc tại Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4 sông Ngòi Mỹ Tho. Năm 1970, mang lòng thiếu tá nổi tiếng là V.C. Killer, vì sau cuộc hành quân, xác Việt Cộng được kéo chạy trên sông để biểu dương ý chí chống cộng. Trong những ngày sau cùng của tháng 4 năm 1975, tướng Thái Quang Hoàng cho người em xuống Mỹ Tho gọi chức về để cùng gia đình di tản. Đương sự quyết định ở lại để góp phần xây dựng quê hương. Trên diện học tập cải tạo, chức được đưa đến trại Hoàng Liên Sơn. Hai năm sau, 1977, một người mặc thường phục đến bộ chỉ huy đoàn 776 đưa thiếu tá V.C. Killer ra khỏi trại về làm nhiệm vụ mới. 6.2. Trung úy Trần Trung Phương, tiểu đoàn 3 nhảy dù, Việt Cộng Nam Dù. Do được giới thiệu, tác giả đến một đường dây chạy giấy xuất cảnh, đến một cơ sở không có bản hiệu, nhân viên thường phục tiếp đón với thái độ là chúng tôi đã biết rõ tất cả. Chào anh Nam, anh có mạnh không? Anh ta nói, tôi biết anh nhiều lắm, rồi mở tu hồ sơ lấy ra cho coi chứng chỉ nhảy dù do Trung tâm huấn luyện sơ động dù cấp, có ký tên đóng dấu của Trung tá Trần Trọng Vinh. Anh ta tự giới thiệu là Trung úy Trần Trung Phương, gốc là đại đội 33 tiểu đoàn 3 nhảy dù, đơn vị cuối cùng là biệt đội quân báo điện tử sư đoàn, là nhân viên đặc vụ sự phản gián Bộ Nội vụ Cộng sản. Điều kiện đưa ra là tôi có thể làm hồ sơ cho anh ra khỏi Việt Nam tối đa là 8 tháng. Gia đình anh tại Mỹ phải trả cho người chúng tôi bên đó là $2,000 và kèm theo một số điều kiện. Lẽ tất nhiên là tôi không chấp nhận điều kiện của Phương, từ $2,000 cho đến những điều kiện khác. Sau đó năm 1993, để giúp một người quen cần phải xuất cảnh để quyết những khó khăn, tôi tìm đến Trần Trung Phương ông địa chỉ mới là một văn phòng ở khách sạn đường Nguyễn Văn Trỗi. Nhân viên văn phòng cho biết là ông Phương đang ở Hoa Kỳ, ở vùng Westminster, Cali, trong cuộc hành quân Lam Sơn 719 hạ Lào. Những bãi đáp đổ quân, những vị trí tấn công, tọa độ dụng bom B-52 của sư đoàn dù đã bị quân báo Việt Cộng giải mã từ cơ quan đầu mối tối cao là biệt đội điện tử và phòng hành quân sư đoàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, viên hạ sĩ quan ở đơn vị đó mà tôi biết đã dẫn Trung tá Nguyễn Văn Tư, chỉ huy trưởng tổng hành dinh của sư đoàn dù, qua Camp Davis để giao nộp hồ sơ trận địa của đơn vị mà hạ sĩ quan này đã lưu giữ từ hơn 10 năm trước. Phan Nhật Nam nói, tôi có bổn phận chỉ đích danh những cá nhân tác hại, điển hình như Trần Trung Phương, Thái Quan Chức, những hạ sĩ quan và những công an Việt Cộng đã đi theo diện ghép với những gia đình HO và ODP hiện tràn lan khắp các cộng đồng người Việt hải ngoại. Ngoài những tên Việt Cộng nằm vùng mà ông Phan Nhật Nam nêu trên, còn có một tên vô cùng lợi hại, đó là một thượng sĩ. Giữa tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị nêu vấn đề là nếu chúng ta đánh lớn thì liệu Mỹ có nhảy vào cứu nguy hay không? Giải đáp câu hỏi này là công lao của đồng chí Nguyễn Văn Minh, là thượng sĩ giữ hồ sơ tuyệt mật của Cao Văn Viên. Lúc đó, thư của Tổng thống Hoa Kỳ gửi cho Thiệu,
cuộc chiến tranh Việt Nam coi như đã chấm dứt đối với Mỹ, chi viện 700 triệu đô la, còn mọi việc khác thì tùy theo quý ngài định liệu. Bản sao bức thư được gửi cho Cao Văn Duyên, Đồng Chí Minh lập tức chép lại, gửi ra Bộ Chỉ huy miền. Nhờ tài liệu này mà Bộ Chính trị đã nắm được điểm yếu của địch, nên nêu phương châm tấn công là thần tốc, táo bạo, chắc thắng. Kết. Đem tình trạng Việt Cộng nằm vùng ở miền Nam trước năm 1975 đặt vào tình trạng của phong trào đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền hiện tại thì mới thấy rõ bài bản âm mưu và kỹ thuật đánh phá của Việt Cộng trong nước. Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng có bọn lưu manh nằm vùng cả. Bản chất của bọn nằm vùng là gian manh, xảo trá và phản bội. Tội ác của bọn chúng là đã góp phần đưa dân tộc Việt Nam vào chế độ độc tài cộng sản hiện nay. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Đừng có tưởng chết là hết. Người giết Trúc Giang.